Các bạn ơi, các bạn có biết ngày hôm nay là ngày gì không nào? Hôm nay á là Tết Hàn Thực đó. Ở quê tớ, Tết Hàn Thực thì sẽ làm bánh trôi nước. Ở đây thì tớ đã chuẩn bị rất là nhiều nguyên liệu để làm đây nè. Ở đây chúng ta có bột nếp này các bạn. Còn đây các bạn có biết là gì không? Đây chính là mật viên này, vừng này. Và ở trên tớ thì thường làm bánh có màu sắc nên là tớ lấy màu tím và màu đỏ này. Màu sắc này thì được dùng các loại lá tự nhiên các bạn nhá. Ở trên tớ thì không dùng màu thực phẩm đâu. Bây giờ chúng ta cùng làm bánh trôi nào. Đấy. Đầu tiên tớ sẽ làm bánh trôi màu tím nha. Tớ sẽ lấy cái nước màu tím này, tớ cho vào cái bột màu trắng nhé các bạn. Rất là tím, tím lịm luôn đó. Nhìn này. Ui dồi ôi, tím chưa? Tím nên là các bạn nhìn có lẽ là nó thành màu đen này. Nhưng mà nhìn cái thìa của tớ này. Bây giờ tớ sẽ nhào bột nha. Đầu tiên thì cho bột ẩm đã. Các bạn ơi, tớ đã nhào xong bột thành màu tím rồi nè. Các bạn thấy lạ chưa? Đó, bột ở trong bát của tớ nhưng mà tớ úp xuống nó cũng không bị chảy luôn. Chưa? Tại vì đây là bột nếp các bạn ạ, nên là rất là dẻo. Tiếp theo thì tớ sẽ nhào bột màu đỏ nha. Tớ sẽ cho nước màu đỏ vào trong cái bột màu trắng này nhé các bạn. Đây. Cái màu đỏ của nhà tớ hôm nay cái lá này nó không được đỏ lắm các bạn ơi. Ok. Đó, đảo lên. Rồi cái bột của chúng ta nó sẽ biến thành màu đỏ nhé các bạn. Đây các bạn đã thấy cái màu bột trắng của tớ nó dần biến màu chưa các bạn? Nè. Tên tên, tớ xong rồi này, đã nhào xong 3 màu bột rồi các bạn ạ. Rất là đẹp đó. Màu tím, màu đỏ, màu trắng. Các bạn ơi, màu đỏ của nhà tớ ngày hôm nay cái lá nó không được đỏ các bạn ạ. Nó hơi hơi hồng hồng một tí rồi. Nhưng mà không biết là tí luộc lên nó có đẹp không. Bây giờ tớ sẽ nặn màu tím đầu tiên nha. Tại vì tớ rất là thích màu tím. Nặn bánh trôi nào. Tớ sẽ lấy màu tím nè. Xoay xoay. Yeah. Các bạn ơi, tay của tớ thì đã rửa rất là sạch rồi nha. Ý. Ồ, nhìn này. Hình như là tớ pha bột nó hơi bị loãng rồi các bạn ơi. Nên xoay nó dính lắm luôn. Mặc dù tớ đã cho một ít dầu vào tay rồi. Yeah. Ờ, bây giờ tớ sẽ cho một viên mật vào trong này. Cho một viên mật vào. Đó, bây giờ chúng ta sẽ xoay tiếp nè. Yeah, các bạn ơi, tớ đã được viên bánh trôi đầu tiên có màu tím rồi. Bây giờ tớ sẽ nặn hẳn một đĩa luôn để cả nhà cùng ăn luôn. Yeah, các bạn ơi, tớ đang làm một quả bánh trôi rất là to luôn. Nè, một viên luôn nha. Bây giờ tớ sẽ cho mật. Mà to như thế này thì mình phải cho nhiều mật đúng không các bạn? Đây. Tớ cho mấy viên mật luôn nha. Đây, để cho nó ngọt các bạn ơi. Thêm nữa nè. Các bạn ơi, không biết là có chín không nhở? Tại vì viên to như thế này mà. Nhưng mà tớ mong là chín. Tại vì tớ rất là thích ăn nhiều mật luôn á. Hồi bé mẹ tớ mà mua mật về á, chưa làm bánh nhưng mà tớ đã lén lấy để ăn rồi đó. Ôi, để xem là ngày hôm nay cái viên này có chín không. Đây các bạn ơi, nhìn nè. Viên màu tím của tớ đã nhận được khá là nhiều rồi đó. Bây giờ tớ sẽ nặn thêm màu đỏ và màu trắng nữa. A few moments later. Ta-da! Bất ngờ chưa các bạn ơi? Tớ đã làm xong rồi nè. Ở đây thì tớ có hẳn 3 đĩa nha. Có 3 màu nha các bạn. Tớ đã làm mấy chiếc á, siêu to luôn. Để nước được lên xem nó như thế nào. Liệu có chín không các bạn? Bây giờ thì chúng ta mang bánh trôi đi để lược thế nào. A few moments later. Tên tên. Các bạn ơi, tớ đã luộc bánh trôi xong rồi nè. Và công đoạn cuối cùng của tớ đó là chúng ta sẽ cho vừng lên đây. Ok. Chúng ta sẽ cho vừng lên nhé các bạn nhé. Rắc lên đây thì nhìn sẽ đẹp hơn này. Đó. Chúng ta muốn ăn nhiều thì chúng ta sẽ cho nhiều vừng. Ok, các bạn có nhìn thấy cái viên siêu to này không? Sang bên này. Màu đỏ của tớ nè. Sau khi rắc vừng xong thì bây giờ chúng ta thưởng thức thôi nào. Rồi, tớ sẽ ăn cái màu nào trước nhỉ? Ăn cái màu tím nha các bạn. Đây, tớ sẽ lấy một viên bánh trôi màu tím đi. Ta ra. Mời các bạn ăn bánh trôi với tớ nhé. Thử ăn xem nào.
Và bạn có biết sao không? Khi mình cắn vào thì mật ở bên trong này chảy ra rất là ngọt luôn. Ngon quá. Các bạn ơi, các bạn có nhìn thấy những cái viên rất là to này không? Đây là màu trắng nhá, còn cái viên màu tím của tớ này. Hồi nãy tớ tham, tớ làm một viên rất là to luôn. Bên màu đỏ này thì cũng có một chút xíu nè. Đó. Vì tham lam, làm viên to thì bây giờ tớ phải ăn thử các bạn ạ. Thử xem là nó có chín hay không. Tớ sẽ ăn cái viên to nhất đấy đi. Wow. Trời ơi, cái này là to bằng bánh rán rồi chứ đâu phải là bánh trôi nữa đúng không? Thử cắt ở bên trong ra xem nó có chín không các bạn nhá. Tại vì to quá tớ sợ là không chín đó. Đây, thì xem nào, lấy cái thìa nhá. Các bạn nghĩ là có chín hay không? Tớ sợ là chưa chín các bạn ơi. Đây. Nếu mà cũng tớ nghĩ là chín rồi đó. Đây nè, chảy hết mật ra rồi. Đây, nhìn thì giống là chín rồi nhưng mà phải ăn thử các bạn ạ. Các bạn ơi, vẫn còn hơi khô, chứng tỏ là chưa chín lắm. Trời đất ơi, kinh nghiệm của tớ đó là không nên làm viên to quá các bạn ơi. Không là sẽ bị giống tớ dính quá, dính vào bát luôn rồi. Những cái viên đấy chín rồi nhưng mà viên to thì tại vì nó to quá, ở bên trong lại nhiều nhân nữa, mãi không thể chín được các bạn ạ. Bây giờ phải làm sao đây, tớ đã lỡ mở ra như thế này rồi. Thôi bây giờ chưa chín chắc là tớ phải lấy cái này về hấp lại thôi các bạn ạ. Còn mấy cái viên bé bé này thì là chín rồi. Tí nữa mình sẽ mời cả bố mẹ và cả gia đình cùng ăn nha. Và các bạn ơi, video của mình đến đây là kết thúc rồi. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã xem video nha. Bye bye.